Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu bánh 135/90-10. Cái mẫu này thì sử dụng cái vành 10 thông thường thôi. Vành 10 này thì có thể sử dụng cho lốp 400-10, 350-10, 300-10 và 450-10 đều dùng cho cái vành này được. Cái mẫu bánh này là mẫu bánh tốt nhất trong những cái dòng mẫu bánh trừ 10 hiện có ở trên thị trường. Bởi vì nói tại sao nó tốt là vì cái tải trọng của cái này nó rất là cao. Đây, tải trọng một bánh của nó đây, 387 kg trên một bánh. Đấy, 387 kg các bạn nhé. Đối với cái loại lốp 450-10 ấy, thì nó chỉ có 290 kg một bánh thôi. Và với cái mẫu lốp mà 400-10 thì chỉ có tải trọng 280 cân một bánh thôi. Riêng cái mẫu bánh 135/90-10 này nó tải trọng đến 380 cân một bánh cơ. Đấy. Thứ hai nữa là đường kính của cái bánh này thì nó lớn hơn, đường kính của nó là 48 cm. Và độ dày thân lốp của nó là 12 cm. Đấy, bánh này thì rất là đẹp. Được giới thiệu cho các bạn để các bạn có những cái lựa chọn để chế xe cho nó đẹp. Cái vành này thì có tim ốc là 7. Đo tim như này là 7, đo chéo này là 10. Và sử dụng lốp không xăm. Giá thành của cái bánh này thì nó chỉ nhỉnh hơn cái 450-10 một chút thôi, nhưng chất lượng thì nó gần như gấp đôi. Đấy, vì vậy là nó những cái ưu điểm như vậy cho nên là tại sao bên mình ít mua những cái bánh 450-10 mà bên mình đa số là bán cái bánh này. Không phải là vì là mình không có hàng mà mình không thích nhập cái đấy. Cái 450-10 giá thành nó không chênh nhau bao nhiêu mà chất lượng thì nó kém hẳn. Nên mình chọn cái loại này. Thì các bạn có lựa chọn như nào thì các bạn lưu ý. Thì cái mẫu lốp với cái la răng này thì bên mình có nhiều loại lắm. La răng xoắn rồi la răng thẳng màu trắng rồi thì la răng nhiều lan như xe đạp được. Hoặc là la răng hoa văn như thế này thì tùy các bạn lựa chọn. Đây là chỉ là một cái mẫu la răng cơ bản thôi. Đây, thông số của nó đây. 135/90-10. Các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để khi có những cái video mới đăng lên thì sẽ nhận được ngay cái thông báo mới về các cái sản phẩm mới nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video và theo dõi kênh của mình.